Xin chào nha, hôm nay sẽ giới thiệu một cái ứng dụng mà để điều khiển thiết bị trong nhà. Đó. Thì chúng ta sẽ đăng nhập vào cái nhà của mình để nó bảo mật các bạn ha. Đó. Mình làm rất đơn giản thôi ha. Đó, theo phương pháp theo cái hướng tối giản thôi, đăng nhập vào nha. Mình có thể xem mật khẩu, bạn thấy không? Đó, mật khẩu nữa. Đăng nhập vào nha. Đó. Thì chúng ta sẽ ở trong này là các bạn sẽ có trong cái tab menu mình sẽ có hai phần này thôi ha. Đó. Như đang xuất thì nó đang xuất ra đúng không? Đó, nhập lại đây thì ở đây nó sẽ có tất cả những thiết bị trong nhà của mình ha các bạn ha. Đó thì mình làm rất là đơn giản thôi ha các bạn ha. Hiện tại là mình chỉ dùng cái cửa thôi các bạn, mấy cái kia là mình đang chờ để mình làm lắp vào tủ điện ha để cho nó ổn định. Đó thì bây giờ các bạn thấy, giả sử bây giờ cái cửa này đúng không, ở trong cái cửa này là cái icon cửa này đó, bên tay phải là cái nút nguồn để bật tắt, các bạn thấy chưa? Mình mô phỏng cái phong cách của thằng Samsung thôi, nhưng mà mình cũng tại vì có một số icon mình không có vẽ được các bạn ha, mình không có tìm giống như vậy được, cho nên mình lấy những cái icon free thôi. Đó. Thì đây là mình bo lại các bạn ha, bạn thấy không? Đó, nhìn rất là trực quan đơn giản thôi đó, phong cách nó tối giản thôi đó. Thì bây giờ cái tên ở dưới cái icon là cái tên ha, cái tên thiết bị của mình ha. Cái ở đây là mình muốn là gì? Các bạn thấy là 1 giờ 19 phút 57 giây. Có nghĩa đó là cái thời gian mà mình điều khiển nó gần nhất các bạn ha. Đó, cái thời gian mình điều khiển gần nhất các bạn ha. Cái thời gian này là mình lấy ở đâu, cái thời gian này là mình đọc từ cái server về như các bạn ha. Đó. Đọc từ cái server về chứ không phải mình lưu này đâu. Đó. Hiện tại là mình cái cửa mình rút điện ha. Bây giờ mình cắm điện lại nó sẽ cái biểu tượng wifi nó sẽ đó là bình thường này ha. Bây giờ mình sẽ cắm điện lại nha. Đó, các bạn thấy không, khi sau khi mình cắm điện lại là cái biểu tượng wifi nó đã bình thường lại đúng không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ mở các bạn ha. Bây giờ mình sẽ mở cửa thì các bạn sẽ nghe được cái tiếng cái khóa cửa đóng rồi nha. Mình mở này. Đó thấy chưa? 5 giây sau tự động nó sẽ mở ra. Đó. Đó, mà thấy chưa? 5 giây sau nó sẽ mở ra nha. Đó, mình đã thấy, mà thấy chưa? Thì ở ở đây là mình rồi, đơn giản như vậy thôi ha các bạn ha, rất đơn giản thôi. Xin chào nha.